Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và chỉ đạo tọa đàm về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và dự án luật đường bộ. Tọa đàm do Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, thu hút hơn 200 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Trung ương và địa phương tham gia. Trước tình hình tai nạn giao thông đường bộ gây thiệt hại lớn về tính mạng người tham gia giao thông và các hậu quả xã hội khác, trước yêu cầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và phát triển đường bộ, việc tách luật giao thông đường bộ năm 2008 ra thành hai luật là rất cần thiết, qua đó phân định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vấn đề này. Khi mà tai nạn nhiều như thế này hỏi đến trách nhiệm quản lý của nhà nước thì rất nhiều cơ quan chịu trách nhiệm. Bây giờ có người rõ vai trò dám đứng ra nhận trách nhiệm quản lý nhà nước về cái vấn đề giao thông này. Có nghĩa là đấy là một lời tuyên chiến đối với cái này vấn đề giảm thiểu tai nạn giao thông thì tôi cho rằng là quý quá, rất tốt. Tôi còn nhớ câu nói của nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khi mà Quốc hội bàn về tình hình về tai nạn giao thông thì chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói rằng tai nạn giao thông ở nước ta đã trở thành một thảm họa quốc gia. Vì vậy, việc ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để có một công cụ pháp lý để điều chỉnh trong lĩnh vực rất quan trọng này, tôi cho là vô cùng cần thiết và rất cấp bách. Tuy nhiên, các ban soạn thảo cần ra soát kỹ để tránh trồng chéo, trùng lắp về phạm vi điều chỉnh nội dung giữa hai dự thảo luật. Thêm luật trật tự an toàn cũng có những nội dung liên quan tới các hoạt động vận tải. Bên luật đường bộ thì cũng có những nội dung liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ. Tôi thấy rằng là có sự trồng lấn giữa hai luật, cố gắng là làm sao để nó rạch ròi hơn. Nhiều nội dung nó giao thoa với nhau, cụ thể như là cái vấn đề là đèn tín hiệu thôi. Theo dự thảo luật đường bộ này là thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông. Nhưng mà nếu mà không có quy định về cái vấn đề đèn tín hiệu, nó là không có cái đầu vào cần thiết của cái luật là đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cái vấn đề là giao thoa, trùng nhầm, xung đột giữa hai cái luật này vẫn đang còn tiếp tục và chúng tôi cũng thừa nhận cái vấn đề này. Và cái nhiệm vụ của chúng tôi quan trọng sắp tới là phải tiếp tục rà soát càng nhiều càng tốt để phân định rõ ràng về cái phạm vi điều chỉnh cũng như đối tượng điều chỉnh của hai cái dự luật này. Vẫn còn một cái lĩnh vực mà dễ trùng giảm hai luật này nhất, đó là hoạt động vận tải đường bộ. Thì nếu xử lý không khéo và không rõ, không minh bạch cái này thì rất dễ trùng lắp, trùng giảm lẫn nhau. Đây là cái ý mà chúng tôi thường vụ chỉ đạo là phải làm rất rõ cái này. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần tránh việc luật hóa cái chưa đủ chín, đủ rõ, tránh có quá nhiều từ ngữ kỹ thuật chuyên ngành mà không được giải thích, tránh việc đưa vào luật những điều dễ cho quản lý nhà nước nhưng gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong thực thi pháp luật.